Lẩu cua đồng, món này rất dễ làm mấy cả nhà. Hello, xin chào cả nhà. Em có mua được một ít mực để em nấu lẩu cua đồng á cả nhà. Ở đây thì cua thì em đã lọc sẵn rồi, bây giờ em bắt lên bếp để em chuẩn bị em nấu cua ha. Cua thì cả nhà nhớ để lửa nhỏ nha. Đó, bây giờ em nấu nãy giờ thì cũng cua nó nổi lên rồi nè. Nó nổi lên rồi cả nhà, hớt ở trên vậy nè. Để mình vắt cho khô để mình chưng á cả nhà, chưng với thịt. Đó, cả nhà thấy không? Giờ em hớt bỏ ra tô để cho nó khô ráo, bắt đầu rồi mình trộn chung với thịt đó để mà mình chưng. Còn cái nước lại thì mình không cần phải hớt sạch hết đâu, như vậy là được rồi. Để mình dùng cái nước này để mình nấu lẩu á cả nhà. Ở đây thì em có 300g thịt bằm, nhưng mà em đã xay nhuyễn ra rồi. Em sẽ trộn cua vô đây để mà em chưng. Ở đây em dùng 2 quả trứng vịt đó, 2 quả hay 3 quả gì cũng được, tùy theo mỗi gia đình. Giờ em sẽ cho cua vào đây á, để em sẽ đánh cho nó đều lên, trộn cho nó thật là đều lên. Bây giờ em sẽ nêm vào đây là 1 muỗng rưỡi đường. Cả nhà nào muốn ăn ngọt thì mình dùng 1 muỗng rưỡi, còn nếu không ăn ngọt thì mình có thể cho nửa muỗng cũng được. Rồi kế tiếp em cho vào đây là 1 muỗng rưỡi hạt nêm đó, 1 muỗng rưỡi hạt nêm và nửa muỗng bột ngọt và 1 ít tiêu, cho tiêu vô cho nó thơm. Trứng vịt thì tùy theo, mình muốn cho 3 trứng hay 2 trứng gì cũng được. Ở đây thì em sẽ dùng 2 cái lồng đó hộc vịt đó, đặng em để lên trên cái mặt trên, còn 1 ít cái lòng trắng thì em bỏ vào trong cái tô cua này luôn. Em mà lấy cái lòng đỏ 2 cái gì nè, em hồi nữa em chán lên trên cái mặt để cho cái tô cua của mình nó được đẹp mắt hơn á cả nhà. Bây giờ em sẽ trộn đều lên, đang chuẩn bị mình đem đi chưng. Bây giờ cái nồi này nãy giờ em cũng đã chuẩn bị trước rồi, giờ em để vô là em chưng luôn cả nhà ơi. Bắt nước trước á, cho nó nóng trước á. Bây giờ em đậy nắp lại để em chưng. Bây giờ em sẽ bắt cái chảo lên, em xào cà chua. Em cho 1 ít dầu ăn vào đây và 1 ít tỏi với hành tím á, em để vào đây đặng em xào cà chua đặng cho nó thơm á cả nhà. Bây giờ tỏi với hành nó đã vàng lên rồi á, thì em sẽ cho cà chua vào đây để em xào, đặng cho hồi cái nồi lẩu của mình nó đẹp, có cái màu đẹp á. Bây giờ em sẽ nêm vào đây là 1 ít hạt nêm và 1 muỗng đường cho cái cà mình nó được ngon hơn. Giờ thêm vào đây là nửa muỗng bột ngọt đó, rồi em sẽ cho 1 muỗng nước mắm ngon vào đây luôn cho nó thơm. Bây giờ em sẽ xào cà chua này cho nó mềm ra, rồi em sẽ cho cái nước lẩu cua hồi nãy đó, cái nước mình lấy cua xong rồi còn cái nước á, em cho vào đây hết luôn. Bây giờ cái nồi lẩu của em nó sôi rồi, giờ em sẽ đi 1 ít gia vị vào đây nữa. Em sẽ cho vào đây là gần 1 muỗng muối để cho nó có cái độ đậm đặc hơn, và 1 muỗng hạt nêm, rồi nửa muỗng bột ngọt và 1 muỗng đường nữa. Đường thì ở đây tùy theo mỗi gia đình, muốn ăn ngọt thì mình có thể cho 1 muỗng rưỡi cũng được ngay cả nhà. Ở đây thì em dùng 1 muỗng, tại giờ nãy em xào cà đã em đã cho đường vô trước hết nít rồi. Bây giờ nồi lẩu của em như vậy là xong rồi đó cả nhà. Em sẽ coi cua coi nó chín chưa. Giờ cua thì nó cũng đã chín rồi nè cả nhà. Đây nồi lẩu của em đây, rất là thơm ngon, có màu cà chua vô, nhìn rất đẹp mắt. Lẩu cua em đã hoàn thành rồi. Ở đây cua thì em sắc cái miếng miếng vậy nè, dùng cũng đơn giản. Nấu lẩu thì nói chung là mình có cái gì thì mình nhúng ở đó. Ở đây thì em ăn muối ớt và tôm với mực, ăn kèm với bún đó. Rồi video của em tới đây là tạm dừng rồi. Nếu cả nhà thấy video của em hay á, thì cả nhà nhớ cho em xin 1 nút đăng ký và 1 nút like
để ủng hộ em có động lực em ra video mới để gửi đến cả nhà xem nha. Bây giờ em xin chào cả nhà nha. Bye bye.